Thưa quý vị, trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023. Sáng nay 19 tháng 5 tại Bệnh viện đa khoa 1.500 giường thành phố Thủ Dầu Một, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023. Đến dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Với mục tiêu của Cách đây hơn 60 năm, ngày 28 tháng 11 năm 1959, bác Hồ đã phát động Tết trồng cây và từ đó đến nay lời kêu gọi của bác đã được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống người Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương duy trì tổ chức phát động Tết trồng cây và từ năm 2022, phong trào Tết trồng cây diễn ra đồng loạt tại các địa phương đơn vị trên toàn tỉnh. Sau lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường. Trong 2 năm qua, 2021-2022, toàn tỉnh đã trồng được gần 155.000 cây xanh các loại, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm trên địa bàn tỉnh, đạt 57,5%. Trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng trở thành nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Lãnh đạo tỉnh kêu gọi mọi người dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế hãy chung tay chung sức đồng lòng đồng hành trong việc trồng và chăm sóc cây xanh, trồng rừng phân tán, người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, từng cơ quan, trường học, doanh nghiệp cùng trồng cây tạo mảng xanh, tạo cảnh quan, trồng cây nào tốt cây đó. Các địa phương phấn đấu trồng cây phân tán trong năm 2023 hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra đồng thời tiếp tục triển khai mạnh mẽ đề án trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào ngày chủ nhật xanh nói không với rác thải nhựa, từng bước xây dựng Bình Dương trở thành thành phố thông minh, đô thị văn minh hiện đại thân thiện với môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân mỗi ngày được nâng cao.